Hello các bạn, thì đây chính là những mô hình mình đã sắp xếp trong ngày hôm nay. Đây, mô hình này có tên là bánh xe điều khiển từ xa. Đây chính là một cái bánh xe mà có ghép camera ở ngay hơi bay này, chứ không có phải là chuyến ở phía trước. Và tiếp theo là máy bay điều khiển từ xa. Máy bay này tên là Everest, máy bay này tên là Flash, và máy bay này tên là robot. Đây chính là xe robot. Thì đây mình đã xếp nó ra và mình đặt tên cho nó là xe robot, thì tên tiếng Anh của nó là robot car. Và đây chính là việc đổi mức, việc đổi sơn đây. Đó, thì đây thì những cái con Lego này rất là quen thuộc. Thì ở trong là những cái con này ở trong bộ đồ chơi Lego hầu mình cũng đã xếp rồi cho các bạn xem. Đây chính là CA Heroes, và những cái mảnh lọ này là không phải cũng là cái bộ này đâu, mà là thật ra là của City Squad nữa đó. Và đây là con này ở trong bộ đồ chơi City Squad, nhưng mà mình sẽ cho nó ở trong đội Moon để ốt lắm đi, nghe chưa. Rồi, và tiếp theo chính là một cái chiếc máy bay đã bị hỏng phía trên. Đây chính là máy bay của đội Moon, và đây thành viên còn lại duy nhất đã thoát được tù và đã xếp được một chiếc máy bay này. Hello, thấy ta ngầu không, bị đánh dập mặt rồi đây. Thì giờ mình sẽ có một trò chơi và mình sẽ tổ chức trò chơi cho có một vị đội Cerebro này lẫn tốt và sáu, lẫn đội Sơn và đội Moon luôn. Chào các bạn, thì ngày hôm nay mình sẽ đi tham quan về một chuyến du lịch ở Nga thế kỷ 32. Thì đây là chính là thế giới Lego. Thì những con Lego, những chiếc xe cực kỳ chiến đấu, cực kỳ là hở ở Nga thế kỷ 32 đoàn ở đây. Và đã có một tàu thuyền đã bị đánh bể Nga chủ đây rồi, và đã con người đã bị giết hệ bỏ vào tù đó. Thì đây chính là đập ót đó nha. Thì cái đậu tấu là cái chỗ bên đây này, đoàn trống ở trong này để xem những con mồi ót tay chiến đấu. Và đây đã có một trẻ ót đã trốn được cùng và chế biến một loại chiếc xe cực kỳ là trẻ ót ở đây, để mình gỡ nó ra cho các bạn xem. Đó, các bạn đã thấy đầu rồi đúng không? Thì đây, và gán lại. Thì chiếc xe này sẽ là của đội Oxlip. Rồi giờ là bắt đầu chơi. À, có bọn từ nãy tới giờ có bọn quay để ý tới cái này đúng không? Thì đây chính là những bánh xe camera đây các bạn. Nó đi khắp nào để nó thăm dò những cái ốc, và nó cũng có thể quay được nữa luôn. Rất là hơi lửa. Rồi, và chiến trường ngày hôm nay sẽ là rừng xanh. Và tiếp theo sẽ là ở dưới cái khu rừng xanh này. Đây, đó mà ở dưới cái khu rừng xanh này chính là phần thơ. Đây, bắt đầu. Có bọn, đầu tiên bạn tốt sẽ đi. Và trước khi đi ra đó thì vẫn thấy không ổn, thì mới lại suy nghĩ lại và đi quanh về tổ. Và bắt đầu lái một chiếc đầu và bắt đầu lái một bánh xe camera đi ra. Bánh xe này trước và đi thăm dò thứ kẻ ốc đang ở đâu. Thì khi nó qua đây nè, chuẩn bị bé súng, thì chưa kịp bé súng thì cái đài nó mới đến. Đáng lửa cứng quá nên mình bé không được. Và cái chiếc máy bay của đội ốc này nó có một cái nguồn năng lượng cực kỳ mạnh, bé một phút và cái này đã bị thế là xong. Và đội ốc đã biết âm mưu của đội tấu nên đội ốc trốn hết đi, không cho đội tấu tới đánh. Rồi con này đã đi, thế là đội tấu đơn răng lúc đòn tìm con ốc thì nó sẽ xuất hiện bất ngờ và tấn công. Sẽ đi lên đây, ở đây xem, mở ra đây xem. Ok các bạn, thì đội tấu đã nhờ một chiếc máy bay. Đây chính là máy bay điều khiển từ xa. Nó mạnh lắm đây, con súng mạnh lắm đây. Bay tự do đi.
đội tốt này có một chiếc, đây chỉ là máy bay cùi thôi chứ chưa có là xuất sắc đâu. Máy bay này nó cũng có thể bắn súng nhưng mà đoạn của nó cái đoạn của nó chưa thể phá hủy được chiếc xe của đội ốc và đã thấy bắn. Và đội và con này của đội ốc đã nhanh chóng đóng dốt lại không cho và dùng năng lượng bắn. Oh my god, và đội tốt đã lấy được và đậu lên đây rồi thì không phải là đội ốc nó có thể đi không mà là nó còn có thể bay nữa đây. Chiếc xe này cực kỳ mạnh đó nhá, và bay với tốc độ nhanh và lồn cho nó đây điều khiển từ xa của đội tốc và ngã xuống bé một cái cánh và không thể bay được. Tuy có thể điều khiển được mà đi có thể đi nhưng mà chiếc máy bay của đội tốt này đi rất là chậm nên không thể trốn thoát được. Và đội ốc đã nhanh cơ hội bắn hư chiếc máy bay của đội tốt, thế là hư cơ động rồi. Và đội ốc ly ta à quay chân à có bọt thì mình nó đội ốc với đội tốt cũng không có hay cho lắm, hay là mình đặt tên cho những cái đội đó đi. Đội tốt sẽ là đội sơn, còn đội ốc sẽ là đội moon là mặt trăng, còn sơn là mặt trời nhé các bạn. Rồi ok, bắt đầu. Và đội moon bắt đầu đi để thăm dò những cái máy bay camera hoặc là những cái bánh xe camera ở đâu, nhưng mà tụi nó trông quá là kỹ nên không thấy được. Thôi đành vậy nên sẽ đi. Thì lúc này đi đang căng lúc này thì có một chiếc máy bay của đội ốc bay à lũ của đội sơn bay ra và đi theo. Thế là lúc này đội moon không biết là đội sơn đang đi theo dõi tổ của mình đang ở đâu. Thế là đội sơn đã biết được âm mưu và đi tới tổ của đội moon và tấn công trực tiếp. Rồi sau khi đội moon bắt đầu quay lại thì máy bay cực thoáng này, máy bay hiện đại lắm, máy bay nhanh lắm, bay cứ ô liền đi tới ngoài tại cửa. Và ở đây thì mới bắt thì sau khi biết được đó thì mới cho một con robot có xe này để chứa một chiếc xe riêng ở trên một chiếc xe to đi ra tấn công trực tiếp. Đây không phải là con người đâu nhé, thì có bọn người mạc là biết là đây là robot đấy. Ô dốt mà đào với vũ khí trên mình cực kỳ mạnh. Bắt đầu đi. Rồi sau khi đã phát hiện được cái đống bài bụng này thì con robot này mới cho là những cái vết bị hư trên chiếc máy bay này và biết ngay là đây chính là máy bay tấu của đội sơn. Thì cái con này nó mới kéo cái đống bừa bộn robot này đi về. Kéo đi về để sửa lại. Mà mình không biết sau khi kéo cái đài về mà chưa kéo cái cánh này về thì nó có thô không nữa. Rồi và robot này tiếp theo đi tới nữa để lái luôn cái cánh tiếp theo về, chứ không là sẽ sửa không thể được. Treo về và trở lại cái cánh đó. Rồi bắt đầu con này đi ra và sửa. Đây chính là thợ sửa và cũng chính là thợ sang bắn súng cực kỳ giỏi đó nhá, tại vì nó ngồi trên tay và mà đây chính là súng tia laser. Rồi cầm lên đi sửa đi. Rồi và chiếc máy bay này nó có cái chỗ có thể cho có con Lego có thể lên ngồi nữa, nhưng mà cho an toàn đội không bị cháy đầu tiên hết là sẽ không có. Bây giờ đã biết được âm mưu rõ ràng của đội Moon và đội Sơn đã bắt đầu cho một người đi và cùng với một chiếc robot. Sau đó nếu như một trong hơn những người này đã bị thương thì tiếp theo sẽ là
máy bay phản lực cực kỳ tia chớp này. Đó thì các bạn nhìn nhìn thôi là đã thấy nó cực kỳ nhanh rồi. Bắt đầu đi. Đầu tiên có một con người đang lái chiếc máy bay này đã đi lên và đã con Oki đi rồi. Đó chính là con đội buôn. Và tiếp theo con này đi cá đi giữ màu cái đấy. Và tiếp theo quanh lại nhanh để con này ra chiến đấu và có hơi đều hợp sức lại chiến đấu thì mới được. Đó chính là kế hoạch của đội sơn. Câu chuyện hai nhé. Nhưng mà mình chưa chép nó xin lỗi mình hay không? Trong đúng lúc này là trời cực kỳ tối nên đội sơn các con xe này đã vặn go cực kỳ nhẹ nên đi rất là chậm và cũng không có nghe tiếng hô. Và bắt đầu đi xuống sữa. Nhưng mà con này cái cách sửa của con này cực kỳ hay đó. Nó gỡ bỏ cái người của nó ngồi lên cái đồ mà nó cần sửa. Là nó tự động những cái đồ mà bị bay ra khỏi cái người cái chỗ mà nó đứng lên là nó cho lại liền. Hoàn thành. Và bắt đầu một người như lại. Và cho chiếc xe này đi lên. Lên cần ép cái con này để xe tử đạo y môn sẽ đi đâu để trốn được đội sơn chứ. Tốt nữa cô âm mưu ghê lắm đấy nhỉ. Cô cắt có kế hoạch cực kỳ hay đấy. Đi thôi. Ủa máy bay bị sao đấy? Ui da. Hình như nó bị sao rồi. Vừa cái gì ngay cái cánh rồi đi gì mà chọc một phát tay rầm luôn ha. Cánh ổng mà à tay nữa tích 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 gã ra sửa lại cái động cơ của máy bay gian lại hoàn thành trời ngồi lên tiếp. Rồi các bạn thì video này cũng là quá giờ rồi thì hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Thì đây mới là phần bầu thơ và phần thơ cũng là tiếp theo nhé. Thì các bạn hãy nhớ đón xem phần thơ đấy, nhớ nhanh tay lên nhé, ấn vào chuông và subscribe để các bạn thấy hai cái kênh này nhé.